Chào các bạn nhé. Các bạn đang làm gì? Chỗ các bạn có mưa không? Chỗ của em vừa mưa to quá các bạn ạ. Mưa rất là to. Mà em thì sân thì một đống thuốc. Một đống thuốc, mà nhà thì ở trên đồi cơ. Một mình một quả đồi, mưa to, nó gió hất. Xử lý mãi, tới bây giờ mới xong. Bây giờ thì em đang đóng thuốc. Em đóng thuốc là thuốc huyết áp các bạn nhé. Thuốc dành cho bác nào bị huyết áp cao ấy ạ. Em đóng cái thuốc huyết áp này là em để cho một phần là em đóng là vì bố mẹ em. Tại vì là bố mẹ của em thì có tuổi hết rồi và đều bị huyết áp cao hết. Nhưng có một điều đặc biệt là bố mẹ em thì không cần dùng thuốc của trạm cho đâu. Tại vì là bây giờ nhà nước rất là quan tâm đúng không ạ? Các bác có tuổi thì sẽ được phát thuốc huyết áp, sẽ được đi khám định kỳ, và ai bị huyết áp cao này, ai bị tiểu đường này sẽ được cấp thuốc miễn phí đúng không? Thế nhưng mà bố em thì không cần ạ. Bố mẹ em thì chỉ dùng thuốc của em thôi. Và bố mẹ em thì dùng thuốc của em nhưng mà dùng hết rồi. Hôm qua em sang nhà kiểm tra thì hết rồi. Nên là hôm nay em lập tức em về em nghiền để cho bố mẹ. Bệnh nhân thì có thể chậm chế được một chút các bạn nhé. Nếu mà các bác bệnh nhân mà bảo em lấy thuốc tiểu đường này, thuốc huyết áp này, có lẽ là em chậm chế với các bác là em bận quá thì em các bác thông cảm cho em 2-3 hôm nữa em sẽ gửi. Nhưng mà còn bố mẹ em hết thì không được. Bố mẹ của mình thì là không thể hết thuốc thì mình phải lấy cho luôn. Mà các bác biết đấy, các bác người quen của em thì các bác biết rồi, em không nói. Ở đây ở ràng thì các bạn không biết rồi. Các bạn biết rồi, bố mẹ của em có đâu có bao giờ phải dùng thuốc tây đâu. Nói thật sự luôn, bố mẹ của em không dùng thuốc tây. Lúc nào cũng có thuốc giải độc gan, thuốc dạ dày và thuốc xương khớp. Thuốc huyết áp. Đấy, lúc nào cũng có. Tại vì là nào con gái cũng mang sang cho mà, nào cũng có, cho nên không cần phải dùng đâu. Các bác cứ lên nhà bố mẹ em là các bạn được uống thuốc kia, là thuốc của em hết ạ, em cho vào túi lọc hết ạ. Và đặc biệt là cái thuốc huyết áp, bố em lên khám định kỳ, không việc gì cả. Người ta hỏi bảo có lấy thuốc, bố bảo không, mình lấy thuốc của con gái thôi. Và khi hết thuốc rồi thì em sẽ phải đóng, em sẽ lại đóng để mai đưa sang cho bố. Cái thuốc huyết áp này thì em cũng chia sẻ với các bạn một chút. Bởi vì cái thuốc huyết áp nó rất là mịn, nó là những cây rất là mịn đây. Đây, rất là mịn này các bạn. Bạn nhìn thấy chưa, em nhìn ra nó rất là mịn. Thì cái này các bạn có thể bỏ xuống cốc này. Em chỉ làm cái túi bé này thôi. Một túi này các bạn uống một ngày cho em, bỏ xuống cốc, đổ nước nóng xuống và úp đấy. Rất là dễ dàng để sử dụng. Bỏ xuống cốc và úp đấy, không là các bạn uống thôi. Ngày các bạn uống 2-3 lần tùy, nhưng mà các bạn uống lúc no. Khi bị huyết áp thì các bạn sẽ phải kiêng rất là nhiều. Các bạn chú ý chưa, các bạn bị huyết áp, thứ nhất là khi uống thuốc thì các bạn không ăn rau muống này, thứ hai là không uống bia rượu này, thứ ba là không ăn đồ cay nóng này, thứ tư là không ăn thịt đỏ, thịt có màu đỏ và những cái thịt có chất cây béo phì á. Cái thuốc này thì dành cho những cái bạn mà béo phì này, huyết áp cao này, tiểu đường này, men gan cao này, gan nhiễm mỡ này, máu nhiễm mỡ này. Nhưng mà đặc biệt là các bạn phải huyết áp cao, còn huyết áp thấp các bạn không dùng. Huyết áp trung bình thì các bạn cũng không dùng. Huyết áp trung bình thì các bạn dùng ít, dùng hạn chế thôi. Bởi vì là cái này nó hạ huyết áp rất là tốt luôn. Các bạn đang huyết áp cao lên ở mầm nhưng mà uống cái này nó hạ xuống luôn đấy ạ. Bệnh nhân của em sử dụng rất là nhiều, mà không phải bệnh nhân nào đâu ạ. Bố mẹ của em ấy ạ, bố mẹ của em sử dụng hàng ngày đấy ạ, không phải ai đâu ạ. Huyết áp rất là ổn định luôn nha các bạn nhé. Đây, sử dụng rất là đơn giản. Kiêng thì rất là kiêng rất là nhiều. Kiểu đã bị huyết áp thì nó liên quan đến phần nội tạng rồi các bạn nhé. Tim của các bạn ấy co bóp không kịp này, nó sẽ làm tắc các đường mạch đó. Sau đó dẫn đến là không máu không lưu thông lên não kịp mà huyết áp tăng lên. Thế này khi các bạn sử dụng cái này thì nó rất là tốt. Ở đây là có rất là nhiều cây thuốc quý, và cái đặc biệt là ở đây có cái giảo cổ lam 5 lá là chủ vị, giảo cổ lam múi diệp sâm ấy. Rất là tốt, rất là chuẩn luôn. Bạn nào mà có người nhà hoặc là mình đang bị huyết áp cao ấy, béo phì ấy, thừa cân ấy mà huyết áp cao thì liên hệ với em nhé. Dùng rất là đơn giản mà rất là ok luôn. Thơm phức luôn ạ.